Nhắc đến lễ hội mừng Trung Thu thì không thể không nhắc đến lễ hội Thành Tuyên ở Tuyên Quang. Một trong số những hoạt động độc đáo của lễ hội luôn được người dân háo hức mong đợi chính là lễ rước hàng chục mô hình đèn Trung Thu khổng lồ qua nhiều con phố chính. Và hãy cùng phóng viên Chào Buổi Tối chiêm ngưỡng trước 70 mô hình đèn Trung Thu khổng lồ sẽ được diễu hành tại đường phố Tuyên Quang vào tối nay trong đêm khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2017. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, nhiều phường đã bắt đầu đưa mô hình đèn Trung Thu khổng lồ ra quảng trường Nguyễn Tất Thành. 70 mô hình là 70 hình thù, màu sắc, sản phẩm của nhiều tháng làm việc miệt mài với đôi bàn tay tài hoa của người dân Tuyên Quang. Kê vàng trẻ hội muốn nói với các con rằng trong dân tộc Việt Nam ra từ 4.000 năm lịch sử đến nay thì luôn luôn có một cái tinh thần thượng võ của dân tộc được thể hiện rất rõ trong những hình tượng là con gà trống. 70 mô hình này là sản phẩm tinh hoa được tuyển chọn từ các mô hình của hơn 200 tổ dân phố. Điều đặc biệt, tổ nào cũng có một mô hình riêng đặc sắc của tổ mình, không tổ nào làm giống nhau. Mỗi mô hình đèn Trung Thu khổng lồ, chi phí để làm chỉ vài triệu đồng. Túi tiền này hoàn toàn do bà con trong tổ dân phố đóng góp tùy tâm. Chúng không chỉ to đẹp mà còn đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Tổ nhân dân chúng tôi đã chung tay góp sức của các nghệ nhân trong tổ đã xây dựng nên một cái mô hình con gà trống vàng này để mà tham gia thì với cái thời gian cũng sắp xỉ gần 2 tháng trời. Chúng tôi đã miệt mài làm không kể ngày đêm để xây dựng cho các con có một sân chơi như hôm nay. Một là động viên cho các cháu Trung Thu, hai là động viên cho khu dân phố, ba nữa là giao lưu với lại thành phố Tuyên Quang. Mà cái này là chính là để văn hóa xã hội của thành phố Tuyên Quang nâng lên. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, những mô hình đèn Trung Thu khổng lồ này đã được mang ra biểu diễn trên nhiều con phố. Chúng mang theo màu sắc của lễ hội, truyền trở những giá trị nhân văn sâu sắc và biến thành phố Tuyên Quang trở thành một điểm đến du lịch đặc biệt trong tháng 8 âm lịch.